Ừ. Ừ, được đó nhỉ. Dâu Đài Loan. Ừ. Ngọt nhỉ. Ngọt. Ừ. Ừ, còn nữa. Đây bác này. Quả dài. Đây ăn hai phết nhỉ. Nó ở Đông Dư quá Vượng. Đó là dâu Đài Loan. Nhưng mà quả hoặc là cái đất bãi. Đất sông Hồng. Châu Tổ sông Hồng quả này. Ngọt nhỉ. Ngọt đấy. Ăn được à? Ăn ngọt mà nhiều nước. Đây cái bao bẩn quá, bẩn hết cả quần mình. Đây này. Cây nhưng dâu. Mà... Đó. Chưa mang cây về à? Cây dâu à bác? Ừ. Đó đang trồng ở kia. Bây giờ mới gầm giống. Này, này. Nho thân gỗ này. Ê, ăn được không? Ăn được, mang ra đây cho anh ăn thử mà. Nho chân gỗ. Nho thân gỗ. Thân gỗ. Thân gỗ. Nó như cái sung cơ mà. À đấy à? Đấy, nó mọc ở thân đó. Tiếc chứ có một đúng hai quả cả cây luôn. Được anh cho ăn đâu. À đang chín quả, hai quả chín đấy phải không? Ngọt nhỉ. Cây của nó 2,5 triệu cây. Cây ngọt. Cái thơm bạn ấy, bác bỏ hẳn một bạn ấy. Thơm. Ừ. Bác bỏ hẳn cả quả một bạn. Nó nhưng nó có hạt hơi to đấy. Bùi bùi nhỉ. Không bùi. Thôi cái này tí anh mới ăn. Chua chua ngọt ngọt mà lại thơm thơm. Vâng. Ừ. Cây nó đắt lắm. Cháu có mỗi hai cây, bảo nhà đây có anh này với một anh nữa mang cho anh ăn thử. Bác may lắm đấy. Thế là cháu nó người đâu? Cháu ở đây thôi, bác cực kỳ may mắn đấy. Ở đây là ở đâu? Cháu là sinh viên nhưng mà cháu trọ ở trong làng ăn hạc. À, cháu trọ nhà ai ở ăn hạc? Cháu trọ nhà chị Thúy, anh Tấn. Ừ. Nè, cầm giữ hạt này cho cháu. Ê. Cháu để cháu cầm ạ. Cháu sẽ gieo lại. Cây của nó giá trị lắm bác ạ. Sinh viên ở bên trường đại học công nghiệp nhỉ? Dạ vâng. Bác là, đây là bạn với cả chú Thái. À, thầy Thái thì... thầy Thái là về coi là ông, tâm coi là nghiên cứu về ông, ông. À, thầy ông, trước đây thầy đặt cả cái... ông gì đấy ở trong này vâng. Cháu trước lúc ở nhà đấy luôn đấy, trang trại hàng tá đấy mới này vâng. Thằng này là thằng con rể nhà tá đã có hai anh rể, một hai anh rể anh công, hai anh ấy. Đây, thầy Thái thì hồi xưa là học trò của thầy Lộc Hiệu Phó. Thầy Lộc chắc là bác biết. Đây nhá, Đinh Thầy Lộc. Quả xanh này ăn ngon luôn ạ. Rồi, bác đi đây. Vâng. Đấy lại quay cây. Mang cho anh công quả. Anh quay cây tiếp. Đấy bà con này, ui rồi. Dâu cũng dâu rồi. Cái dâu quả dài đó. Cái dâu quả dài đang ươm đây mọi người nhé. Đây này. Đấy, đang lên rồi đấy. Ừ. Đang lên rồi. Dâu Đài Loan quả dài đấy. Cây bán trong ăn quả, nếu mua cây không mua cây.